qua thằng tiếp với cả thằng sĩ nó bảo thế. Thế anh hôm nay anh xin đâu không? Anh mang run đi, anh xiên là bắt Du Phi rồi. Du Phi nó hết mẹ. Hết rồi em ạ. Hết mẹ. Hết. Vẫn còn nhưng mà ít đấy. Còn ít à. Tại Du Phi nó ăn tạp quá, cứ ném mồi để nó vào. Anh bảo thằng nào câu được nhiều thì mấy hôm đầu. Nhảy nháy. Đó mày nhảy nó đều như là chui. Ừ. Mày muốn chui củ nó nhảy. Nó chỉ có nhảy nhảy nhẹ nhẹ. Anh mấy lần dính trôi to mấy cả chấm to toàn thụt, toàn lừ 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 hơi hơi nháy nháy cho nó thụt đều lắm. To rồi phụt thì cũng bao cái kiểu như là cái tôi tùy giỏi. Ui thế hôm qua hôm nay gặp không biết bao nhiêu ông ở trên YouTube rồi. Anh em mình thì gặp nhau cũng lâu rồi. Mỗi anh Quyết giờ này không không thấy mặt mũi đâu. Anh chạy lên trên tí đây, thằng kia nó không biết cầm cần.